Nha cả nhà, bữa nay mình đi mua cây kiểng cả nhà. Để mình về mình trang trí. Trang trí vô khu vườn. Cái bông này nè. Cái là bông trang, nó đẹp lắm. Bây giờ nó nở ra vậy á, chứ nó hết nở rồi nó đâu có cái nó bông nó là bông gì đâu. Mà mẹ quyết định đây lấy cái nào? Nó, cái cây này nó bự nhưng mà nó không có màu vàng nhiều bằng cái này. Vậy mình đem cái chậu bự về mình ra nắng nhiều cho nó vàng. Cái cây này là cây này để ra nắng gì nó tự động nó ngã vàng nha cả nhà. Chị cái này cái gì chị? Cây đó cây dâu quy 60.000. Thôi về đấy nha. Ê, nhà nhà nhà. Lấy một cái chậu này với một chậu này. Cái này làm như là nó vàng nhiều hơn chứ. Không phải, nghĩa là nắng nhiều là nó vàng, ít nắng là nó. Mẹ để ra nắng á là tự động ngã vàng. Vàng tự nấy là nó chuyển đổi lên. Nắng nhiều nó vàng. Lấy thêm chậu này nữa mà. Đó là bây giờ mẹ mai chốt ba chậu. Ba chậu này. Nè, mua cây về nè cha. Đó bà bá này để đâu không muốn để đâu. Nếu mình bỏ mình tưới nước thì mình bỏ đất vô thêm. Ờ cái cây này phải ra nắng nha, cái nhà ra nắng nó mới vàng. Cần ngoài nắng hả? Thì nó sẽ để ngoài nắng cho nó vàng, còn không ở không có nắng nó xanh. Không nói nắng nó xanh lạ. Để xuống đi. Ồ cây này cũng đẹp lắm cả nhà. Cái đó cây thông mà. Cái này là cái gì quên rồi. Cây tùng. Cái này gì không phải? Cây cái này là con kia mua nè. Cái gì chúc gì đó. Chúc gì đó. Chúc những gì tử đó. Không phải, chúc gì đó quên rồi. Chúc tử. Không phải. Cái gì đó chúc gì đó quên rồi. Có clip hồi clip đợt mua cây này. Cây gì mà có mấy lá lên đây vậy? Đó, cái nhà mình làm nguyên hàng cây luôn. Ờ hàng cây xanh thấm luôn. Đó, vô hàng hết. Chào cả nhà nha. Bữa nay chưa cũng mát mẻ nha, ra ngoài vườn này để mình vẽ vài chữ nha. Cái gì cũng vậy á. Cái chòi cái tum gì cũng phải có cái bản hiệu nha cả nhà. Bây giờ không biết bản hiệu sao đây để mình còn nghiên cứu nữa nè. Đó, kiểu thôi bây giờ bản hiệu là Úc Huy Vlog nha cả nhà. Úc Huy Vlog cái gì mà miền núi gì đó ha. Rồi vậy đi. Đây bây giờ lấy cái bảng này để đề cái bảng hiệu nha cả nhà. Bây giờ bà bá cái này là nước sơn. Nước sơn đó cái này cây cọ mà bà bá chơi như thư pháp vậy đó. Thư pháp nha cả nhà. Mình là mình chuyên về thư pháp nha. Để Úc Huy Vlog được hả cha? Úc Huy trên này Vlog. Vlog ở dưới. Không, miền núi. Úc Huy miền núi. Úc Huy Vlog miền núi. Không. Rồi, Úc Huy Vlog miền núi. Coi chừng ấy cả nhà. Nè, coi nè, coi mình nè, giống như ngày xưa vậy nè. Tôn tẳng tôn tử đó gì đó. Tôn tẳng. Đẹp không cái gì? Một nét thôi, ta thư pháp ta một nét à. Để mình đồ lại cái đi cho nó ấy. À. Yeah.
để Huy qua bên kia quay cho nó đúng hướng chứ qua bên đây nó ngược hướng rồi đó. Chữ V lắp làm sao ta? Chữ V, chữ L, chữ O, chữ G. Chữ V phải không? Chữ V trước ha. Chữ V để Úc Huy V lắp được ha. Chữ V giờ chữ gì nữa? Chữ V, chữ L. Chữ V, chữ L. Chữ L. Chữ O. Chữ O. Chữ G. Chữ G hả? Không. Chữ G. Đó. Thư pháp xong. Bái phục. Ở đây là bái chữ thư pháp mà sao nước chảy nè cả nhà. Nè, xem ta viết thư pháp nè. Úc Huy Lắp Huy là vlog. Bây giờ luồn dây vô hai bên đây nè cả nhà. Bây giờ treo mình luồn lên. Bắt đầu mình luồn sợi chỉ tơ vô nha. Nè hai cái lỗ nè. Đó. Cái nhà thấy rõ không ta? Thấy rõ. Rõ, rõ mà. Rõ ha. Rõ thì đầu lại chút nguyên trên nó đẹp. Ủa cái kiểu gì giống như bán thân vậy? Giống như ta đi kiện vậy đó. Giống bán thân vậy? Úc Huy Vlog người ta không coi được 500 ngàn người nữa mới đâm cho tôi kiện à. Cái gì mà giống bán thân quá à. Ừ. Rồi treo ở đó đi ra, treo ở đó cả nhà. Treo này nè, quay cho thấy luôn. Treo Úc này nè. Giống nào? Treo bên đó đó. Treo đó tôi đứng không tới. Đứng không tới thì bắt cái ghế ra cho. Đây con treo cho. Treo đây nè. Con quay đi. Đây treo đâu con treo cho. Treo đây nè. Để đây nè, để bảng đây cho người ta thấy nè. Sao, ta để chiếc cái cho lọn đâu? Để đâu trời? Đây hả? Có, ta nắng ở trên cao kìa. Đây hả? Cửa đây hả? Ừ. À. Mà đây. Đây đây con máng cho. Quay cho. Cào quá không dám chèo. Coi chừng dính nước sơn nha. Úc Huy, chết rồi vô áo, thấy chưa? Xích ra ngoài. Tại các bạn nhỏ quá phải còn cái nó để miền núi nhiệt vườn luôn rồi. Tôi xiết lại cái như được rồi. Rồi ok rồi. Rồi đây để cho chỉnh ra. Đó, nó nghiêng nghiêng gì nó mới đẹp. Chứ nó thẳng quá nó không đẹp đâu. Mẹ ơi mẹ, bữa nay mẹ làm gì cho con ăn vậy? Làm cái gì vậy mẹ? Nói lắm rồi nha. Nói còn nhúng nhúng nè. Ê thôi nha, dư giọng nằm nha. Chính mẹ kêu nha. Đi nha mẹ. Mẹ nằm giọng đi. Trời bữa nay mẹ làm món gì vậy mẹ? Mẹ làm gấp quá bây giờ mẹ làm hủ tiếu xào, hủ tiếu mì xào với rau củ với đây. Hải sản mì trụng sẵn này, bỏ cái gói dầu của mì vô đây luôn nha cả nhà. Còn hủ tiếu này á thì mình không có trụng, mình để gì luôn hồi mình xào luôn. Rồi đó, bữa nay á đi mua cây, mua đồ, mua sơn. Giờ về mệt quá rồi không có làm hết, làm nổi rồi. Giờ ăn cái này ăn gấp, làm món đơn giản nhưng mà ăn ngon no nữa nha cả nhà. Đây có bao no. Đây có hẹ nè. Đó có tỏi nè. Cái này là cộng cải ngọt. Cái này là củ cây đỏ. Cái này là hành lá với cần tàu. Còn bên đây là hải sản với mực. Cái này là thịt. Đó. Ba rọi. Nạc của ba rọi á. Rồi có hành phi. Bỏ tỏi. Bỏ tỏi luôn nha.
vô nha cả nhà ơi. Nem. Đường. Bột ngọt. Bỏ hải sản vô. Bỏ hải sản vô nha cả nhà ơi. Ăn về ăn hải sản. Anh Thái Lan ăn bên bển ăn tôm càng không à, tôm càng xanh không à. Đó mực nó xè cái bông ra kìa. Đó. Đó mình cắt bông đó cho mực nó xè cái bông ra nha cả nhà. Con không chịu đâu. Ăn hải sản hả? Quần kìa. Con không chịu đâu nha. Đừng có giỡn nha nghe. Cho con ăn hải sản hoài vậy trời. Ăn hải sản hoài nó gút làm sao. Thôi con đừng đậy nắp, đậy nắp cái da. Thôi ăn đỡ đi. Mùa nóng nực quá, ăn hải sản cho nó mát cả nhà ơi. Thôi ngồi coi ra. Hai chị em làm thấy sốt sắng quá ha. Thôi ngồi chờ. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Mẹ ơi cho con ăn đi. Giống mà em bé bị thiểu năng quá. Tùng hoàng máu mà, quên tùng hoàng não mà. Từ hồi khỏe mạnh làm như nó đột biến gen vậy đó. Đột biến gen thằng nít hả? Ừ. Bác sĩ khám rồi. Khám nói sao? Chị nói hơi bị đột biến, đột biến. Đột biến mà bởi vậy hai mấy ngày mới lên 10 kg á. Cái này ai mời tôi đi ăn tiệc chứ tôi ăn lắm rồi. Tôi bỏ thắt dây nịt chơi gì cho nó giọng. Ăn đẹp ai mời đi ăn tiệc là lỗ luôn á. Trời, hải sản nhiều quá, cái này cỡ 1 ký không vậy? Quá trời nhiều luôn à. Tiền đâu mua 1 ký. Mua có 125 ngàn nhiêu đó. Trời ơi quá trời ngon, thơm quá, thơm nước mũi vô nè. Thôi lẹ đây, đói lắm rồi. Thôi đi vô chổng nằm thôi. Nằm nữa hả? Đúng. À, cây đỏ nha. Cây đỏ ơi. Cà rốt, cà rốt. Cộng cải ngọt. Cải ngọt. Cộng cải ngọt. Cây luôn nha cả nhà ơi. Rồi, bỏ hủ tiếu vô luôn nha cả nhà ơi. Coi chín cái mày điện cho anh Thái Lan nó qua nó ăn. Cái này bây giờ có nguyên đoàn khách lại một cái là mày đãi cũng đủ luôn đó. Đãi ba dễ quá. Ba dễ xin tạm dừng. Ăn món này chắc bụng mà ngon dễ nữa ha. Cái nhà lại đặt cái chảo này đi, tôi làm cho hai chảo là ngủ giỏng vậy là ăn thôi. Chảo cái này ngủ giỏng. Nhưng mà ăn cái này tính theo giờ nha. Có, ý là lên giỏng ngủ rồi xong gì thích gì ăn đó. Giờ có bao nhiêu đâu, có 50 ngàn à, sướng muốn chết. Giờ được ăn hải sản nữa. Cái giỏng 50 ngàn á. Nghe nói sợ luôn. Nó nói chứ cả nhà nữa đừng có lo.
nếu mà gọi là hâm mộ mình tới đây thăm mình là nằm miễn phí thì cứ nằm miễn phí, không có tiền nông gì trơn, nói cho vui nha cả nhà. Vui thôi, nhiều khi nãy giờ mình cũng giỡn cho vui nha, cái không khí nó im đềm ảm đạm quá mình cũng chán lắm, thấy không? Thì kệ đó, mình giỡn chút cho vui, cả nhà cũng thông cảm bỏ qua nha, có gì hơi nặng lời sơ sót gì cũng bỏ qua nha cả nhà, rồi bỏ qua hết đi đó, bỏ qua cho nó vui vẻ, nhớ đừng chửi tôi. Không hết rồi, sớm hết mày cứ cắt không vậy đó, cắt chưa rồi giá bỏ giá vô nữa rồi cho trời quá. Rồi bên này cái này quá trời rau luôn cả nhà. Ai mà thích ăn mà rau nhiều á là ăn món này dữ đã nè. Bỏ giá là thiếu giá rồi. Gia hiểu nha. Hanh. Không thèm mấy bãi bỏ mặt hả? À, mẹ làm héo mẹ nó hết thì còn gì nữa mà bỏ. Ở còn dưới đất nè. Bỏ trên mặt đi, hồi mình đổ vô dĩa. Thôi mình chơi nguyên chảo luôn đi. Mình bể nguyên chảo thì mình ăn đi. Trời, vườn núi mà bày đặt cho đổ ra kìa. Để trong chảo ăn ngon. Có dễ tiêu lên không? Rồi, đổ ra cả nhà ơi. Ui, quá trời. Mấy cái giá thì xuống kìa. Quá trời. Ôi ôi. Mực chi tôm lỗ ngổn chân trời. Tôm bưng. Rồi. Đây. Đó, tiêu. Đó, hoàn thành nha cả nhà. Tiêu Phú Quốc nha, chứ không phải tiêu Lâm Đồng luôn nha. Giờ thưởng thức thôi. Thưởng thức thôi bà má ơi. Về ăn đấy chứ rồi. Xin chào cả nhà. Rồi, món ăn xong rồi cả nhà ơi. Hủ tiếu mì. Quá trời đói rồi. Xào hải sản với thịt luôn. Rồi, bên nay đi làm cái bảng nè. Rồi mua cây kiển rồi đi ngời ngời ngoài nắng đi tìm cả nhà. Về cái đói, vừa đói mà vừa khát nữa. Bây giờ cũng là một cái thành quả là cái bản ha, Úc Huy Vlog cũng đã xong rồi, miền núi với lại một số cây kiển ha, rồi từ từ mình sắm lần lần nha cả nhà, chứ sắm quá rồi tài chính cũng nói chung là không có theo kịp nha. Nên để chi tiêu cả nhà thương thì ủng hộ, coi đi vài ba chuyến, 5-7 chuyến du lịch nha, ghé đây nha để cho mình kiếm chút vốn coi. Rồi bây giờ nhập tiệc rồi, thôi nhập tiệc cả nhà ơi, mì hải sản, mì xào nha. Đây cả nhà ơi, gấp cho tôi đi. Mì. Cho tôi muốn mì coi. Mì bà bá rồi, mì bà bá rồi, mì em bé rồi, mì. Mì quá. Em bé bà bá rồi, mì. Cho tôi có tôm hùm. Ít mì quá. À tôm hùm. Giờ mực xô đũa nữa. Mực hả? Để kiếm coi có mực nào. Đó, mực trên đây nè mẹ. Nè hai tôm nè. Mực nè. Thôi đừng gấp theo quay tôi không chịu đâu. Rồi. Rồi được rồi. Ta ăn hải sản mà hay quay ở đây. Hay quay đâu ở đây vậy? Hả? Dạ. Hay quay đâu lột vô đây vậy? Cái nó đỏ tưởng. Dạ, thịt mỡ nè. Mắt gì mờ quá trời. Rồi. Rồi được rồi. Quá trời ngon cả nhà ơi. Ô tuyệt vời. Quá trời nè, gấp lũm. Rồi chán mắm nha. Rồi mời trước đi. Mời trước cả nhà cái đi. Đó, chán mắm cây lên. Em bé bà bá chén cây là thấy thèm không? Rồi, thôi, bây giờ không nói nhiều nữa, để cả nhà chờ, cả nhà trông chờ. Đó, bây giờ thôi mời cả nhà ăn nha. Rồi, làm miếng coi. Con tôm luôn. Rồi, chà bá lửa luôn. Mời cả nhà. Em bé bà bá ăn. Thấy sao cha? Có đuôi. Có đuôi. Cái gì có đuôi? Con tôm có đuôi. Con tôm có đuôi. Tự nhiên nó có đuôi á. Ôi mập mà. Gì nó giòn dữ trời. Chúng cải gì nó giòn quá. Cái này á, biết để về lên nữa không? Là nó giống hủ tiếu nè, Cần Thơ. Để đậu phộng lên nữa. Là ở trên Cần Thơ á. Hồi đợt có gì tám đi ăn hủ tiếu khô. Tôi đang ăn ở đây nè, đừng gửi Cần Thơ cái Cần Thung gì chứ. Ở đây Phú Quốc. Là Phú Quốc nè, không lo mà ăn. Đó, hủ tiếu là hủ tiếu Phú Quốc nha cả nhà. Rồi, ăn đi mời cả nhà bỏ, đi. Bỏ đậu phộng lên nữa là thành hủ tiếu Cần Thơ. Hủ tiếu khô Cần Thơ. À ba đói lắm mày. Ăn đi.
Rồi mời cả nhà ăn hủ tiếu khô chung nha. Tiếu xào, rau củ, hải sản. Rồi mời mời cả nhà hủ tiếu nha, hủ tiếu dài thiệt dài nha. Cơm mà cơm đã quá, cơm ngon quá. Rồi mời cả nhà ăn chung hủ tiếu khô xào nha cả nhà ơi. Bữa nay ăn chồng nó đi về bên đất liền rồi cả nhà. Có người nói chị giống Ấn Độ. Giờ có cái giật gió chính giữa nè cả nhà. Giống dữ nữa. Chồng nó Thái Lan nó đi về bên đất liền rồi giúp cọc bạ hồ sơ cho con cái đó. Để coi Thái Lan sao không nói nó đi về Thái Lan. Nói chung tên ngoài kêu là tên Thái Lan á. Tên trong nó tên gì ta? Tên Sang, Sang. Anh Sang. Ăn vô mà chúng mà mấy cải á. Nó giòn hết. Để xào giòn chứ ngon. Tôm bên nó cũng giòn luôn nữa, thịt tươi luôn em ha, nó chè tươi luôn. Bây giờ tôm mực rau cũng giòn luôn, ăn ăn cũng đã nha, mực cũng dai dai giòn giòn. Từ sáng giờ mới giờ ăn đó nha. Lo căng lo chuyện trang trí quán khá à. Nãy giờ mà trong tôi mấy ngày nay là được có 4 khách à. 4 khách này là ăn trường trường tôm luôn. Ngon quá. Cái món đơn giản thôi nha, ăn ngon à. Cái nhà ăn xong cái nằm dẫm ngủ đã đây. Đi ra biển tắm. Tắm xong về khách sạn nghỉ ngơi. Rồi xong ok. Mày muốn phải ra suối cho cả nhà luôn ha. Ở dưới có suối nữa cả nhà. Suối mà nước nó hơi cạn á. Tại nó cái suối này nó cạn. Cái suối cạn quá. Ở đây mình ăn sao á mình làm cái mì hoạt động xuống chuối luôn. Cái mì á. Mì này em trụng cho nhiều nhiều cũng ngon. Hai gói gói luôn mà mày chứ nè. Dao quá. Có tôm mực gì không? Có tôm có trời. Trời ơi dao không anh chết. Anh nói khéo kìa. Dao không chết tôi là trời. Hỏi hỏi có tôm mực gì không nữa kìa. Thôi nãy ăn tôm mực rồi giờ ăn dao đi. Tôm mực chứ rồi dạng dao đi. Đây được rồi. Rồi chút mắm đi. Chân chút mắm đi. Dạ. Ủa xong đưa giá cho bá. Bá rồi ăn giá. Trộm vô rồi. Kem nó ngấm nè. Kem ăn dồi, cho ăn dồi. Kem ăn dồi. Quá trời. Trời ơi nha con. Ngày tắm biển lên một cái ăn trời ơi ăn có dĩa mì xào này cái tuyệt vời luôn, ngon. Đây hoạt động ở đây là có câu cá nha cả nhà, là dưới có suối đó cả nhà, xuống dưới chơi chơi dưới suối, cái mình mệt cái mình lên đây mình ăn xong cái lúc đó là căng da bụng mềm mình trùng da mắt mình qua bên võng mình ngủ đó. Xong rồi tối mình về khách sạn. Nghe nói thấy mà ham. Có lầm cái gì mà ấy ghê ghê. Thật thật. Thật thật. Ta gọi mà cái miếng nạc. Ngọt mỏ. Rồi mình dĩa thứ hai chắc mình no rồi. Ông ở nhà không đâu có đói. Ta đi rặn lội ngoài đường ta mới đói chứ. Lúc đầu tôi định mua hoa. Hoa là giỏi đẹp nhưng mà dạ, nó mau tàn á. Cho nên là mua cây mấy cây mà nó có màu sắc sặc sỡ xíu. Nó lâu. Tối quá rồi phơi ai lên. Tối quá rồi. Tối quá ai dám đi. Tối quá phơi đâu được. Quá rồi phơi để ta là quá rồi phơi dũng cảm. Ai dũng cảm nó mới lên từ cái đường của nhà Huy. Tại cái đường của nhà Huy đi ban ngày thì ok, chứ đi ban đêm là không có đèn đường gì nha cả nhà. Tính tre cái kiểu này nè cả nhà, cũng không có lộ lã đâu, nữa Huy có vợ cho tụi nó ra đây nó ở luôn rồi. Thấy trời mà. Ừ. Ở được chân á. Thế sao có ở trời. Có gì có đứa nào thương nó không dám thương.
tôi sợ ra ở chòi. Chết chòi. Dám mà không được trong nhà. Rồi cả nhà ơi, bây giờ cái buổi tăng trang cái khu vườn hôm nay là có ba cái thành viên mới, là ba cái cây mới. Đó, với một cái bảng cái bảng mới, cái bảng hiệu, cơ hiệu của cái nhà hàng ngàn sao của Út Huy Vlog. Đó, với cái món ăn ngày hôm nay cho cái nhà. Chống đói, chống đói. Món này là món kiểu mình ăn ở nhà. Giá thành rẻ. Chỉ là cái nhà bỏ qua phần hải sản đi là nó rất là rẻ, nhưng mà ăn ngon, không có đói đó. Thì nó cũng nói chung là nó trước với cả nhà nha. Chỉ có cái món này ở đây là cái miệt vườn miệt núi mình làm thôi nha cả nhà. Đi vô khác này nó nghe kia là người ta bỏ hải sản nhiều lắm, người ta tính hơi cao, cả nhà cũng phải chịu nha. Rồi tới mình thì nói chung là cái gì cũng chịu chứ, nó không có tiền cũng ăn được nữa cả nhà. Cả nhà mến mình, thương mình, tới thăm mình là ok rồi. Là mình làm đãi cho ăn chứ không có gì trơn á, không còn kia muốn kêu món gì mình cũng làm được hết trơn ha. Rồi cả nhà cũng tranh thủ nha cả nhà, rồi lẹ lẹ tới để mà đặt nha. Từ hôm bữa giờ là coi như mình cũng đang chờ vốn liếng đó. Ăn nhiều á nó cục vốn rồi. Thôi bây giờ clip tới đây cũng đã dài nha cả nhà, nói vui nha cả nhà, cả nhà thông cảm bỏ qua nha. Cái gì mà vui quá thôi cả nhà cũng đón nhận chút xíu á, cho nó vui vẻ, cho thắng khởi cơ thể của người hết cả nhà. Rồi cả nhà có gì mà sai sót cả nhà bỏ qua nha. Thôi tới đây clip cũng đã dài rồi, cho mình xin dừng tại đây nha. Rồi cả nhà cũng đừng quên ủng hộ Út Huy Vlog nha, vô coi nha. Rồi nhiều để mà ủng hộ mình nha cả nhà. Rồi xin dừng clip đây, tạm biệt nha cả nhà. Bye cả nhà. Bye.